8.0, kiếm tiền 8.0 gọi bằng chương trình này góp của tóc cần B có ký hiệu là BRLLT. Con này một tóc cần giá trị hiện tại của nó là $1. À, tham gia góp các bạn nhận được 50 tóc cần nha các bạn. Mỗi lượt ghép các bạn nhận được 10 tóc cần. Con này khoảng $50 à. Và clip hôm nay mô tả bấm nút ta chatbot. Còn nước cấp trà nha các bạn. AC. ACS. ACS W W W. Và bấm nút gỡ. Mà khao tiếp xe thì cần phan các bạn chậm con chút các bạn mà này đi từ rồi các bạn vào đây mà các bạn biết vào đây để cập nhật tham khảo thôi các bạn chứ không có làm gì chứ tham khảo đang cho nó biết mình có làm ai góp không ạ. Rồi bạn tháo gan liền nha các bạn. Rồi các bạn cứ click vào cái con chắc của nó nè. Mà coi nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút set. Có phải có sai. Set quality. Con này không có làm gì hết. Hello, send you. Và các bạn lấy địa chỉ RC20 của tôi cần mình vào các bạn. Bắt vào. Rồi sao chép nữa nè. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn subscribe hai kênh Telegram của nó nè. Các bạn cho anh vào nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Một kênh. Rồi các bạn subscribe kênh thứ hai của nó nè. Rồi các bạn cho anh vào nha các bạn. Người này yêu cầu gì không? Không yêu cầu gì hết không? Rồi các bạn ghi lại cái username thay word của mình nha các bạn. Đây, username Telegram của mình nha các bạn. Các bạn vào nhấp vào ba chữ gạch bấm vào setting lấy username của mình bên thay word. Đây bên Telegram chứ. 0322 99 31 577 99 31. Các bạn nhớ điện thông tin cho đúng nha các bạn. Để ấy. Rồi các bạn subscribe cái thay word của nó nè. Rồi theo dõi đó. Rồi lấy cái username lại. Kèo này khá là ngon. Các bạn cố gắng làm các bạn. Làm ai góp đâu có hay tiền liền các bạn. Làm ai góp kết thúc mình cũng có tiền các bạn. Có con ha. Là 2-3 tháng bao có con làm 3 bữa về con làm 2-3 tháng mới về các bạn. Rồi bạn like cho nó 1-2 bài nha các bạn. Rồi test lại luôn đi. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn ghi username vào hình channel người theo word của mình mà lấy username a cộng Quỳnh VNNH9 2468M đúng không? Rồi các bạn bấm vào don nha bạn. Rồi don rồi. Rồi các bạn bấm vào register nha các bạn. Đây là ghép chia sẻ cho bạn bè nhận thân. Mình đã nhận được 10 tóc cần nha các bạn. Sao không có balance ta. Sao nó mình nhận tới get invite get. Phải mình nhận được 10 tóc cần các bạn. Con này khoảng $10 ạ. Bấm bấm vào withdraw các bạn. Nó thanh toán vào ngày ra con giao một này thanh toán vào ngày mấy mà các bạn dịch ra giùm các bạn mình cũng không ấy nè. Rồi các bạn bấm vào rep.
chat trước. Rồi các bạn vô đây mà chat với admin của nó nè các bạn. Con này là uy tín nha các bạn. Xe quá lẹ đi. Ủa, này mình lấy địa chỉ nhà xe 20 rồi. Rồi, vậy video mình kết thúc nha các bạn. Và mình có thông báo bạn nào chưa chơi kèo BTC Exchange nha các bạn. Và bạn nào chưa chơi kèo BTC Exchange này khi còn 18 ngày nữa thực hiện kết thúc nha các bạn. Con này hiện giờ nó còn phát cho các bạn 1.000 token phi tương đương với khoảng 100 đô la. Rồi mình đăng ký rồi mà đặc biệt con này nó không có ghép nha, không có tiền ghép nha các bạn. Ghép không có con tầng chứ không được 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng như mấy con khác. Em login vào đi. Thêm được 7 ghép cũng ngon này ha. Con này khá là ngon ạ. Rồi các bạn chưa đăng ký chơi thì đăng ký chơi nha các bạn. Còn 18 ngày nữa sự kiện phát coi miễn phí nó sẽ kết thúc nha các bạn. Các bạn cố gắng tranh thủ mà làm gì. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.